Ngọc ngày càng quyến rũ gợi cảm. Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc khoe vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm qua các bức ảnh trên trang cá nhân. Ngày 2 tháng 7, Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải ảnh cô mặc trang phục màu trắng, gợi cảm với áo dây mỏng manh, đầu quấn khăn cũng tông màu trắng, phong cách quyến rũ. Trong màu áo trắng, Lan Ngọc toát lên vẻ nữ tính không kém phần quyến rũ đầy ma mị, cùng với thần thái đỉnh của chóp khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng đều say mê mà không dứt ra được. Với những hình ảnh này, nếu nói trong hình chỉ là cô thiếu nữ 18-20, chắc ai cũng sẽ tin. Lan Ngọc đúng là minh chứng cho câu lão hóa ngược mà người ta hay nói. Ninh Dương Lan Ngọc ghi chú kèm theo ảnh rằng ở nhà sấy tóc khô rồi quấn đầu tạo dáng luôn đến giờ. Các bạn hãy như Ngọc ở nhà make up chụp rồi tẩy trang đi ngủ nhé. Các bức ảnh gợi cảm của Lan Ngọc nhận được hơn 57.000 lượt like và gần 800 bình luận. Người hâm mộ của cô khen ngợi Ngọc đẹp xuất sắc, Ngọc dễ thương quá, Ngọc chụp ảnh ở nhà thôi mà đẹp xuất sắc thế, Lan Ngọc quá quyến rũ. Do dịch bệnh không đi quay phim, tham gia chương trình truyền hình, Ninh Dương Ngọc tăng cường giao lưu với người hâm mộ. Trước đó cô cũng đăng tải nhiều loạt ảnh thời trang, khi thì khoe thần thái sang trọng, lúc thì lại quyến rũ và cuốn hút. Ninh Dương Ngọc là nữ diễn viên ăn khách của màn ảnh rộng, các phim cô tham gia gặt hái doanh thu cao. Với diễn xuất tốt, Ninh Dương Ngọc cũng đạt nhiều giải thưởng trong sự nghiệp của mình. Thời gian qua, cô cũng thành gương mặt quen thuộc của khán giả màn ảnh nhỏ khi tham gia nhiều chương trình truyền hình.